Xin chào các bác. Hôm nay tôi lại có một đôi loa rất chất và giá rất mềm. Quay lên mời các bác chơi. Cái mẫu này thì thật ra từ ngày xưa tôi đã bán rất nhiều rồi. Đây là một đôi loa Diatone mới lấy về. Mẫu là mã là 35B. Hai là mã. Cách đây khoảng 1 tháng thì tôi bán cái mẫu 35B trơn khoảng 4 đôi. Nhưng hôm nay thì có mẫu 25B, 35B, 25 mã. Cái đời sau một chút. Còn cấu tạo bát chép thì nó cũng như nhau. Đây, 35B MK2 là mã. Mẫu 35B trơn thì tôi bán giá 7 triệu. Còn mẫu này thì bán giá cao hơn chút là 7,5 triệu. Bát 30. Loa còn zin. Củ kiếc không có chuyện quấn lại. Chỉ gân loa là tôi đã thay luôn gân cao su cho nó mềm, nghe tiếng bass nó hay. 80W 6 ohm. Loa rất đẹp luôn. Đặc thù của cái hãng loa này cũng như nhiều hãng loa Nhật thì cấu tạo góc cạnh rất là cứng cáp và nặng. Rất nặng. Nhất là cái dòng Diatone, Yamaha và Onkyo. Đây. Loa thùng gỗ lặng rất nặng luôn. Tôi không mở nhạc đâu, bởi vì loa này tôi bán quá nhiều. Bát 2, bát 30, một chung, một tép. Phân tần chỉnh phía trước. Đây, gân. Gân bình thường của những cái đôi loa này ấy, thì nó là gân vải. Nhưng mà gân của nó vải rất cứng. Bởi nó không được bảo dưỡng. Nên là nghe tiếng bát rất khô và cứng. Nên là nếu muốn hay thì phải thay gân cao su. Đây tôi tiện tôi thay luôn. Thấy rất đẹp luôn nha, gân cao su phải dùng rất ok. Tiếng bát là nó sẽ mềm. Đây loa mid, loa chép. Đây, bên này vậy. Chung loa còn rất ok, đẹp, quá đẹp luôn. Một đôi loa bát 30. Giá có 7,5 triệu. Cái hãng này thì nó mới rẻ. Đặc thù các hãng Onkyo, Diatone hoặc là Yamaha thì loa bát 30 thì nó sẽ rẻ hơn loa của Pioneer. Chứ các bác mở động vào loa Pioneer bát 30 thì xác định 12 triệu trở lên. Chứ không có giá dưới 10 triệu. Nhưng loa này thì giá nó mềm hơn bởi vì thương hiệu nó không mạnh bằng. Đặc thù những đôi loa này thì rất gấu. Các bác hoàn toàn có thể dùng ghép thêm loa lời để hát karaoke. Vì bát của những loa này đánh rất mạnh mà căng. Bát 30 đánh rất khỏe. Nhưng muốn hát hay thì vẫn phải ghép loa lời và để cho nó nhiều lời. Bởi vì đây dù sao nó vẫn là loa nghe nhạc. Tất nhiên hát thì vẫn hát ok. Nhưng ý tôi muốn nói là hay. Hay như kiểu hát karaoke, loa nó sẽ không thể bằng được loa karaoke. Thì muốn nó bằng được thì phải ghép thêm loa lời. Như vậy thôi. Bề ngang là 37cm. Bề sâu 30. Đôi loa thủng gỗ lạ, góc cạnh rất đẹp luôn. Mặt trước mặt sau đều rất đẹp nha. Hàng bao zin nha. 66cm bề cao. Rất to và nặng. Vì chỉ có một đôi nên tôi đăng lên thì chắc chỉ ngày mai là có khách bốc lên thôi. Nên cũng rất mong các bác thông cảm bởi vì hàng nó không có nhiều. Những cái đôi loa này nó hàng nó không có nhiều nên ai bốc trước được thì bốc thôi. Chứ nhiều người tôi đăng lên nhưng mà xong gọi điện mà không có hàng thì lại trách thế này thế kia. Cũng rất khó. Vâng, xin cảm ơn. Cửa hàng tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Các bác mua hàng đặt cọc tôi khoảng 2-3 triệu là tôi gửi hàng nếu ở xa. Còn nếu ở gần thì đến tận nơi mua. Tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú, tầng 36. Xin cảm ơn.